Mới đây ngày 24 tháng 1, mạng xã hội xôn xao với một clip phụ nữ chạy xe máy bị nhóm đàn ông dàn cảnh móc túi giữa ban ngày. Sự việc xảy ra tại giao lộ đường 52, đường số 3, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 21 tháng 1. Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị băng nhóm dàn cảnh móc túi táo tợn giữa ban ngày khiến dư luận bức xúc. Hình ảnh thể hiện một người phụ nữ chạy xe máy trên đường, lúc này có khoảng chục người đi trên nhiều xe máy đều bám theo. Trong đó, có một số người mặc đồng phục của tài xế công nghệ GrabBike. Theo đó, đoạn clip dài 39 giây ghi lại cảnh người phụ nữ đang đi xe tay ga, bị một người đàn ông mặc áo, đội mũ xanh của hãng xe công nghệ đi xe máy từ sau vọt lên dừng trước đầu xe. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy ở phía bên trái ngã xe vào người phụ nữ. Ở bên phải, người đàn ông đi xe tay ga áp sát để người ngồi phía sau liên tục thò tay vào túi quần của nạn nhân lấy tài sản. Đoạn clip thể hiện từ phía sau và phía trước xe máy của người phụ nữ còn có ít nhất 4 người đàn ông đi trên 4 chiếc xe máy để cản địa. Người phụ nữ bị gian cảnh móc túi lấy điện thoại và một số tài sản khác. Sau khi vụ việc xảy ra, công an phường 15 và công an quận 11 đã nhanh chóng đến hiện trường lập hồ sơ. Theo ghi nhận, vào sáng ngày 24 tháng 1, một người dân sống tại khu vực xảy ra vụ việc cho biết, thời điểm đang đứng bán thì nghe tiếng hô hoán của người phụ nữ, sau đó thấy nhóm người vây quanh người này rồ ga phóng xe máy bỏ chạy. Nạn nhân bị gian cảnh móc túi lấy điện thoại và một số tài sản khác. Sau khi vụ việc xảy ra, thấy công an đã đến ghi nhận hiện trường, một người dân nói. Hiện công an quận 11 đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh truy xét các đối tượng tham gia gian cảnh móc túi lấy tài sản của người phụ nữ. Vào những ngày cuối năm, trộm cướp hoạt động ngày càng táo tợn. Trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra một sự việc tương tự nhưng lại với quy mô lớn hơn. Ngày 11 tháng 9, liên quan vụ 5 người chuyên dàn cảnh và quẹt xe trộm cắp trên 220 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm Trần Việt Vinh còn gọi là Thái, 53 tuổi, ngụ quận 1, Trần Thanh Hùng còn gọi là Bò, 47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, Nguyễn Thị Ngọc Thơm, 32 tuổi, ngụ quận 2, Đỗ Thanh Sơn còn gọi là Sơn Lọ, 41 tuổi và Nguyễn Hoài Ân còn gọi là Nhóc, 34 tuổi, cả hai ngụ quận 4. Những nghi phạm trong băng nhóm đều có tiền án tiền sự liên quan tới tội trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích. Hùng Bò từng 4 lần vào tù ra khám và đang bị truy nã hành vi trộm cắp tài sản. Theo phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian tạm lắng thì lại tiếp tục xuất hiện nhiều vụ gian cảnh và quẹt xe trộm cắp tài sản trên đường phố. PC02 lập chuyên án đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, phân công trinh sát mật phục trên nhiều tuyến đường. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 9, anh Giang, 38 tuổi, ngụ quận 6, lái xe máy đến giao lộ Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, quận 5, thì bị một thanh niên lái xe máy vượt lên chặn đầu xe. Anh thắng xe gấp, thì có nhóm người lái xe máy xung quanh cũng va quẹt xe anh. Trong lúc anh Giang ngơ ngác bị va chạm dồn dập, một người phụ nữ đã móc túi anh lấy 2,5 triệu đồng. Cùng lúc này, tổ công an PC02 có mặt khống chế bắt giữ những nghi phạm liên quan, đưa về cơ quan làm việc. Tại cơ quan điều tra, băng nhóm khai gồm nhiều thành phần bất hảo, thường do Vinh Thái cầm đầu. Băng nhóm hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể từng người trong từng vụ gian cảnh, như tạo va quẹt xe, cãi nhau, móc túi, tẩu tán tài sản, cản địa, v.v. Trong vụ gian cảnh tại giao lộ Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, quận 5, Vinh Thái cướp đồ xe anh Giang, còn Sơn Lọ lái xe chở Thơm để thờ móc túi. Những người còn lại lái xe xung quanh che chắn, cản địa, hỗ trợ cho đồng phạm trộm cắp. Trước đó ngày 3 tháng 8, băng nhóm này cũng đã gian cảnh va quẹt xe với xe anh Dũng, 49 tuổi, ngụ quận 4, trên đường Bình Thới, quận 11, lấy đi 100 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, những người trong băng nhóm sinh sống nhiều quận huyện và thường công quân trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh trước khi đi giàn cảnh săn mồi. Băng nhóm khai từ ngày 13 tháng 5 đến nay đã thực hiện 6 vụ giàn cảnh và quẹt xe, trộm cắp tài sản nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh, ước tính tổng số tiền lấy trộm hơn 220 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định số vụ băng nhóm thực hiện nhiều hơn.